Em chào tất cả các bác. Hôm nay em quay video bán tách chậu kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng và bán một số cây trên một chậu này thôi. Nó hôm nay tổng số là có 10 đơn tất cả. Nhỏ nhất là 200.000 và to nhất là 800.000 anh chị nhé. Thì cái cây kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng này thì nhà em nó cũng nở nhiều lần rồi. Anh chị có thể xem thêm trên kênh Thiên Hà Ngàn Hoa để rõ hơn về cái bông hoa cũng như là một số cái đặc tính của nó và những cái chi tiết của cái cây vàng cái bầu Hải Phòng này nhé. Bởi vì khi anh chị phải tìm hiểu kỹ về nó rồi thì anh chị cũng mua, thì chúng ta mới biết được rằng là cái cây này hoa nó như thế nào, ra làm sao thì mình mới chơi thì mình mới hiểu được anh chị ạ. Thì em xin phép vào luôn cái cây đầu tiên anh chị nhé. Em vào cái cây số 1. Cây số 1 này là hai củ già nó bé. Cái này em bán là 200.000. Hai củ già bé này anh chị nhé, 200.000. Tiếp theo em sang cái số 2. Nó là hai củ già. Đấy, và nó có một cái củ chọc. Cái này thì là 350 anh chị nhé, 350 cái này. Đấy, lá nó hơi kém chút. Và đây đầu lá. Nói chung lá già thì cái trường hợp làm lỗi như này thì không thể tránh được anh chị ạ. Tiếp theo em sang cái số 3. Cái số 3 này là một thân, nó dạng thân mẹ. Đấy, nó 250 anh chị nhé. Cái này khả năng là đã để hai con. Đã để hai con anh chị ạ, đã để hai con. Đấy. Đây. Đấy, cái này là 250. Cái này lá của nó khá là đẹp anh chị ạ. Đây chị nhìn nhá, những cái điểm điểm đen của nó này. Đấy, điểm đen của nó. Đấy, 250 cây số 3. Tiếp theo em sang cây số 4. Cây số 4 này là 500.000, nó là hai thân anh chị ạ. Trong này nó cũng khả năng là cũng sắp có cây con rồi. Cái này nó là cặp tơ mà. Cái này là 500.000 cặp tơ này anh chị nhé. Cặp tơ này 500.000. Và cái bầu Hải Phòng này nó là một cây nổi tiếng. Và hiện tại thì nó đang là một cái cây lan kiếm rẻ nhất. Nếu mà nói về kiếm trắng vàng anh chị ạ, nói về kiếm trắng vàng rẻ nhất, không cây nào rẻ hơn cái này. Tiếp theo em sang cái số 5. Cái số 5 là 700.000. 700.000 cây này thì nó là đấy, đây chị nhìn này, gần được 3 thân. Đây, nếu tính 3 thân thì cũng được. Đấy, cái số 5 này là 700.000 anh chị ạ. 700.000. Cây này thì nó là một hướng chạy, đang chạy một hướng tơ đây. Đấy. Nhưng thực ra thì bản thân của nó thì là cái cây mẹ. Đấy, cây ở giữa nó để ra hai cái cây con hai bên này. Một cây này để trước, còn cây này để sau. Cái này lá của nó thì hơi bị kém đây tí. À, không phải, cái này là vết bẩn anh chị ạ. Nó là vết bẩn đấy, không có gì đâu. Chắc em sẽ lau nó đi rồi nó sạch anh chị nhé. Tiếp theo em sang cây số 6. Cây số 6 này là 550. Nó là hai thân một mầm anh chị ạ. Hai thân một mầm 550 cây này. Cái này lá này nó bị vỡ. Nó bị vỡ anh chị ạ. Lá này thì nó hơi bị gập này. Mọi người nhìn cái là mọi người thấy ngay. Đấy. Thì cây này em bán là cái cây số 6 này á thì là 550 anh chị nhé. 550 cây số 6 này. Tiếp theo em sang cái số 7. Cái số 7 này thì mọi người nhìn thấy là nó có một cái nụ này. Nhưng mà thực ra ấy, thì cái mùa này nó rất là nóng. Mùa hè nó rất là nóng. Nên là không phải. Không phải cái nụ, cái đấy là hoa tàn rồi. Hoa em cắt. Còn cái nụ là chắc là cái cây số 9 mà là cây số 9 số 10 mới có nụ anh chị ạ. Cái này không có nụ anh chị nhé. Em xin lỗi. À, cái này nó có mầm thôi. Cái này thì cây số 7 này thì là 750, nó là 3 thân anh chị ạ. Gọi là 3 thân được, còn cái ví dụ như cái dạng mầm như này thì mình không tính làm gì. Tạm gọi là 3 thân. Và cái này là 750 anh chị nhá. Cái này lá của nó khá là đẹp, nó mịn này. Đây anh chị nhìn này. Nó mịn. Đầu lá kia nó bị bẩn anh chị ạ. Đấy, 750 con này. Rất là đẹp, một hướng. À hai hướng, chạy rất là đẹp. Tiếp theo em sang cái số 8. Cái số 8 này nó cũng là 750 anh chị. Cái này thì chạy một hướng thôi. Chạy một hướng. Đây là cái lá của nó. Cái này chạy một hướng. Cái số 8 này là 750. Cái số 8 này nó cũng là cây cũng đẹp. Nói chung là chúng ta cũng có thể chơi cái này, nó chạy một hướng nó khỏe. Anh chị về trồng nó rất là ok. Tiếp theo sang cái số 9. Cái số 9 này cũng là 750 anh chị nhé. Nó là 3 thân. Cái này thì nó có một cái nụ đây. Đấy, nó tròn như cái này thì là nụ anh chị ạ. Còn nó mà mỏng bé thì nó sẽ là hoa. À nó sẽ là cây. Đấy. Cái này thì đây,
cây này á thì là nó cũng đẻ rồi, nó cũng có những cái lứa đẻ rồi và nó cũng có những cây con rồi. Đấy, cây này là cây hướng trong. Đấy, đây là cái lá của nó anh chị nhé, tổng thể cái lá của cái cây số 9 này, cái số 9 này là 750 anh chị, lá nó hơi bị khuyết vàng này, đây nó bị lỗi đây anh chị ạ. Đấy, nó bị lỗi và cái lá này nó bị vàng này. Đấy, lá dưới nó vàng á, đây đầu lá này. Đấy, nó hơi bị kém một tí thôi nhưng cây này thì về cơ bản là nó cũng khá đẹp. Thì cây này là 750.000 anh chị ạ, 750 cái này. Cây này là cái số 9, 750, cái này có một nụ. Nhưng mà em cũng nói là này, cái nụ của nó, đây cái này hoa, cái này nó phải 2-3 hoa rồi. Cái nụ của nó mùa này rất là nóng, thế nên cái việc mà chúng ta về mà được chơi hoa là cái điều hơi khó. Nếu như anh chị gần đây, ở gần Hà Nội thì anh chị có thể lấy thì nó có khả năng nó sẽ nở được. Bởi vì cái mùa này nó rất là nóng, thì nếu mà gửi việc theo thì cái tỷ lệ mà nở của nó rất là kém anh chị nhé. Tiếp theo em vào cây cuối cùng. Cái này thì đây như mọi người thấy đây thì nó đâu đó khoảng 2 hoa. Cái mắt ở cạnh ngón tay của em là mắt to đây, 2 hoa. Còn cái này trên này khả năng là hoa chắc bà hoa. Nhiều hoa quá. Cái số 10 anh chị ạ. Cái số 10 đây. Cái số 10 này là nó cũng khá là đẹp, nó là hướng tơ. Chạy hướng tơ cũng rất là đẹp. Cái số 10 này là 800 anh chị nhé. 800. Ba thân, lá nó khá là đẹp. Cây này gần như là có thể nói là cái lô này là cái cây này là cái cây ổn nhất về mặt tổng thể. Bởi cây này nó chỉ bị chấm một tí đấy thôi. Đen đen á. Đấy, còn con dẹp này lau cái là ok ngay, nó rất là đơn giản. Anh chị ạ, tí đây. Đấy. Cây này là 800.000. Nhưng cây này thì nó rất là đẹp và to. Anh chị ạ, nó là hướng khóm to nhất. Và cân đối và đẹp nhất ở trong cái lô này. Anh chị ạ. Thì các anh chị có thể xem thêm cái cây vàng lý bưởi Hải Phòng ở trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa để các anh chị tìm hiểu thêm nhé. Cùng ngoài ra còn một số những loại lan kiếm khác em cũng đăng video trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa để giúp anh chị có thể xem qua và có thể nhận biết ra là một số cái cây lan kiếm khác, cũng như một số cây lan đột biến và một số cây hoa lan, hoa phong lan, địa lan, để anh chị có thể xem tìm hiểu thêm. Cảm ơn tất cả các bác các anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau với những cái cây hoa lan khác. Xin cảm ơn.